Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng nhé. Thì hôm nay thì Thắng Hoàng cũng làm clip để Thắng Hoàng test cái mẫu loa full 25 gửi tới các bác về cái chất lượng karaoke. Nói chung là để mang lại cho các bác những cái sản phẩm chất lượng cũng như là giá cả hợp lý. Đấy, thích hợp phù hợp cho anh em giải trí hay đầu tư mức độ là bình dân vừa phải, thì Thắng Hoàng cũng luôn luôn săn đón những cái sản phẩm nó phù hợp cho các bác. Thứ nhất là về giá cả, thứ hai là về hình thức, và thứ ba nữa là cái điều quan trọng hướng tới đấy là chất lượng của sản phẩm. Thì để đánh giá chất lượng thì hôm nay thì Thắng Hoàng cũng xin phép là test gửi cho các bác một chút về karaoke của cái mẫu loa full 25 này mà bên Thắng Hoàng đang bán với dòng CBN, một dòng thương hiệu của Italy, bass full 25 với giá tiền là 5.100.000 đồng. Mẫu full này thì hôm nay thì Thắng Hoàng đã lắp hết vào rồi. Các bác có muốn xem lại những cái chi tiết của cái mẫu loa CBN này thì các bác hãy đăng ký kênh, hoặc là các bác vào video cũ của Thắng Hoàng đăng trước 1-2 ngày trước thì các bác sẽ nhìn thấy được nội thất ở bên trong của mẫu loa này. Thì cái mẫu loa này, cái form dáng nó thiết kế cũng gần như tương tự, cũng khá là to với cái thùng 30. Nói để một đôi loa full bass 20-30 nghe âm thanh, nghe nhạc hát hò mà mình không cần dùng đến súp thì nó là điều cũng có thể xảy ra. Nhưng mà điều một đôi loa full 25 mà các bác đánh bass sâu đầm ấm, nếu như không gian khoảng tầm 25 mét thì nhiều khi anh em cũng không cần dùng súp, em cũng nó hơi vô lý. Nhưng mà Thắng Hoàng cũng xin phép là test đây để các bác nghe. Con loa này tiếng bass đánh rất là mạnh, rất là sâu. Và để các bác có thể là có nhu cầu đặt hàng hoặc liên hệ hỗ trợ tư vấn trước khi các bác mua hàng thì các bác gọi điện cho Thắng Hoàng qua số 0969 800 985 để trực tiếp nhé các bác nhé. Thì trong clip này thì Thắng Hoàng có gắn kết với lại một con đẩy hai kênh, một con vang, một bộ mic. Đấy, thì cũng súp thì ở dưới chẳng qua là chỉ để kê đồ thôi, không có thiết bị để sử dụng để cho các bác nghe trực tiếp cái đôi 25 này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Cặp loa rất đẹp. Để em ghim chắc cái điện thoại lại ở đây, ở phía cái cây cột livestream, cột quay video này để em test. Nghe có thấy rất là ổn không ạ?
Thu âm trên điện thoại thì nó có thể là nó giảm đi những cái hiệu suất chất lượng của đôi loa nó phát ra. Đấy, nhưng mà nó đánh giá các bác cũng có thể là nghe được khoảng tầm 60% 70% là chất lượng của đôi loa. Nghe thực tế thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Bây giờ Thắng Hoàng sẽ test một đoạn nhạc để cho các bác nghe nhé. Loa 25 tiếng bass rất là sâu. Đấy, phải nói là nó đập ra nghe tiếng bass nó cũng rất là mềm, và cái giải cao giải chép á, sáng rất là mịn, nghe tiếng nó rất là đẹp, gọi là dạng trong những cái dòng loa full 25 là tiếng đẹp là cái dòng loa CBN này. Đấy. Các bác nghe các bác cảm nhận thôi, còn riêng Thắng Hoàng thì Thắng Hoàng nghe như thế nào thì Thắng Hoàng nói trên video với các bác là như vậy thôi. Còn cảm nhận, yêu thích, mua hay không, đấy là việc quyền của các bác. Đấy, Thắng Hoàng cũng chân thành cảm ơn những cái sự quan tâm, yêu mến, theo dõi và ủng hộ của các bác rất là nhiều. Thì các bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ cho Thắng Hoàng, các bác gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng nhé. Xin cảm ơn các bác và xin chào tất cả các bác.